Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Họp ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đi kiểm tra thực tế địa điểm dự kiến xây dựng một số công trình tại huyện Tam Đảo và thị xã Phú Yên. Hội nghị trực tuyến về hội nhập quốc tế. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chú trọng công tác xây dựng đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 8, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh họp mở rộng bàn giải quyết khó khăn vướng mắc trong triển khai xây dựng nông thôn mới của 32 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 và thông qua dự thảo kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 9 huyện thành thị và 32 xã. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, 32 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 có tiến độ triển khai chậm hơn so với kế hoạch, mới chỉ có 8 tiêu chí đạt là quy hoạch, điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, an ninh trật tự xã hội. Trong đó 20 xã do tỉnh chỉ đạo, có 1 xã đạt 18 tiêu chí, 5 xã đạt 17 tiêu chí, 14 xã đạt từ 12 đến 16 tiêu chí. Đối với 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới do huyện chỉ đạo, có 1 xã đạt 17 tiêu chí, 11 xã đạt từ 12 đến 16 tiêu chí. Các tiêu chí khó thực hiện nhất đối với các địa phương là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, có 31 trên 32 xã chưa đạt. Tiêu chí môi trường còn 27 xã, các tiêu chí giao thông y tế còn 16 xã chưa đạt. Tiến độ xây dựng nông thôn mới triển khai chậm do việc đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình văn hóa, nghĩa trang nhân dân, cơ sở vật chất văn hóa còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Việc quy hoạch tập trung các công trình văn hóa như nhà văn hóa, sân tập thể thao đúng diện tích và liền kề nhau theo quy định cũng là điều khó khăn. Việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng cần nguồn vốn lớn trong khi khả năng ngân sách của các cấp có hạn, nguồn vốn huy động xã hội hóa chưa nhiều. Tại hội nghị, các địa phương đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình trọng điểm như chợ, làng văn hóa, nhà văn hóa thôn và xây dựng sân thể thao đơn giản tại các địa phương đã đăng ký. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trúc yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, cần phải giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng và hồ sơ thủ tục triển khai thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và hoàn thiện 11 tiêu chí còn lại, tập trung huy động mọi nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động sức mạnh cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Các sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông chỉ đạo sát sao các tiêu chí thuộc sở mình phụ trách ở các địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Chiều ngày 27 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm dự kiến xây dựng công trình trên địa bàn huyện Tam Đảo và thị xã Phú Yên, cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Tại huyện Tam Đảo, đồng chí Nguyễn Văn Trúc đã đi kiểm tra thực tế địa điểm dự kiến xây dựng cầu qua suối Đình Cả thuộc xã Đại Đình. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Trúc nhất trí với phương án xác định hướng tuyến do sở xây dựng đề xuất. Về phương án xây dựng cầu, đồng chí Nguyễn Văn Trúc yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thiết kế theo hai phương án, xây cống hộp hoặc cầu, sau đó báo cáo tính khả thi của hai phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn, quyết định phương án tối ưu nhất. Kiểm tra thực tế địa điểm dự kiến xây dựng bãi rác thải sinh hoạt tạm thời của thị xã Phúc Yên tại xã Cao Minh và công trình xử lý ngập úng tại khu vực công ty Honda Việt Nam thuộc phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng lựa chọn địa điểm xây dựng bãi rác ở vị trí khác đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, không gây ô nhiễm môi trường. Đối với việc xử lý ngập úng tại khu vực công ty Honda Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Trúc yêu cầu các cơ quan cần giải quyết ngay để đảm bảo môi trường đầu tư của tỉnh.
đồng chí giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự án xử lý ngập úng tại khu vực cổng công ty Honda Việt Nam, đưa dự án vào công trình xử lý cấp bách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Chiều ngày 27 tháng 8, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ thị 15 ngày 7 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Hội nghị do các Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì. Chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới về hội nhập quốc tế, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại với hơn 155 nước, thu hút đầu tư trực tiếp của các tập đoàn và công ty thuộc 70 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng đã ký kết 88 hiệp định thương mại song phương, mở rộng quan hệ thương mại xuất khẩu hàng hóa tới trên 220 thị trường các nước và vùng lãnh thổ. Mới đây, Việt Nam kết thúc đàm phán hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc và FTA với Liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan, Nga. Hiện Việt Nam đang tiếp tục đàm phán hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên, theo báo cáo của các bộ ngành trung ương, bên cạnh những thời cơ thuận lợi hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, thì Việt Nam đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Do năng lực cạnh tranh, sản phẩm còn hạn chế, tiến trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn trong các hiệp định của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn rất lúng túng trong việc cập nhật và đưa các nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế vào trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá, vi phạm luật cạnh tranh. Phát biểu kết luận hội nghị, các Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới, các bộ ngành cần phối hợp tốt với Bộ Công Thương trong việc tham gia đàm phán các hiệp định thương mại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn từ việc tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác và hình thức hội nhập sang chủ động đề xuất tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế, trong đó ưu tiên tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá thực tiễn theo các giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Các địa phương cần chủ động nắm bắt cơ hội mở rộng quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sáng ngày 27 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lao động Thương binh và Xã hội 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015. Phát huy truyền thống ngành Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 1997 đến nay, bình quân mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo việc làm cho gần 20.000 người, tổ chức cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hơn 1.000 người. Công tác dạy nghề đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2001 đến nay, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo được trên 300.000 lao động có tay nghề. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, đã huy động được hàng trăm tỷ đồng cho việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,9%. Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi đối với những người có công luôn được ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cho 100% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh đã vận động được trên 68,7 tỷ đồng xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng trên 1.900 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2.700 nhà người có công, nâng cấp hàng nghìn mộ liệt sĩ, cải tạo, mở rộng, tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới trên 130 nghĩa trang, nhà bia, đền thờ liệt sĩ to đẹp. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã nhận kỷ niệm trương, bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vì có những thành tích xuất sắc trong công tác lao động thương binh và xã hội. Thực hiện việc tổ chức thảo luận lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Chương trình thời sự hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục đăng tải những nội dung chính trong dự thảo báo cáo chính trị để cán bộ, đảng viên và mọi người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 xác định chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không ngừng sáng tạo, đổi mới, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền tảng để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố văn minh hiện đại. Trong phần mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, báo cáo chính trị cũng nêu ra những giải pháp nhằm phát huy dân chủ,
xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tỉnh cần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, tổ chức thực hiện hiến pháp năm 2013 và các quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của tổ đại biểu, các ban, thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện tốt chủ trương tái lập Hội đồng Nhân dân huyện, phường trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo điều hành tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, khắc phục hành chính hóa trong hoạt động, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội. Bảo đảm điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước và địa phương. Liên đoàn lao động, công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của công nhân, xây dựng củng cố hệ thống công đoàn vững mạnh. Hội nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội, xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đoàn thanh niên tập trung xây dựng tổ chức đoàn thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng, phát huy vai trò xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tích cực nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ. Hội Cựu chiến binh các cấp nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh chương trình giúp nhau làm kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống cho hội viên. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội làm từ thiện nhân đạo. Quyết tâm kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ căn bản, tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ đảng viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng. Tập trung lãnh đạo cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Chủ động nắm bắt và dự báo diễn biến tư tưởng của nhân dân, từ đó kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan đơn vị. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo sự ổn định để phát triển. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo chủ trương của Trung ương, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận 64 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là trong các khu vực đặc thù như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vùng đồng bào dân tộc, vùng tôn giáo. Tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức, có trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong công tác lãnh đạo của Đảng. Tăng cường kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ đảng viên và công dân đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng phải đảm bảo đúng phương châm, công minh, chính xác kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết số 25 của Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, dân tộc,
tôn giáo thành các cơ chế chính sách cụ thể của tỉnh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tăng cường giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở. Thực hiện tốt quy định Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đổi mới cách ra nghị quyết của cấp ủy theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, tính khả thi cao, chú trọng đến việc cân đối các nguồn lực và điều kiện triển khai có hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Hai là tập trung huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và xây dựng nông thôn mới. Ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bốn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động. Năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy những thành tựu to lớn sau gần 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm giữ vững đoàn kết, kiên trì đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp phồn vinh. Trên đây là một trong những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Toàn văn dự thảo báo cáo chính trị mời quý vị và các bạn truy cập vào trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc theo địa chỉ vinhphuctv.vn. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đổi mới công tác lãnh đạo hướng về cơ sở, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Đến nay, Đảng bộ có 54 chi Đảng bộ cơ sở, trong đó có 33 Đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở, với trên 3.500 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng hàng năm, bình quân có 60% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và có trên 96,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhằm tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo các chi Đảng bộ thực hiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đã phối hợp với trường chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 216 học viên, mở 8 lớp đối tượng đảng cho 1.541 quần chúng ưu tú và mở 7 lớp đảng viên mới cho 1.257 đảng viên dự bị, xem xét ra quyết định kết nạp được 1.191 quần chúng vào đảng. Để công tác phát triển đảng viên mới thực sự có chất lượng, ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2010-2015, Đảng ủy Sở Công Thương đã xác định kế hoạch phát triển đảng cho từng năm, cũng như cả nhiệm kỳ đại hội. Kế hoạch này đã được thực hiện thường xuyên, liên tục và rất thận trọng, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và quần chúng ưu tú tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng, đơn vị cũng như các hoạt động đoàn thể. Thông qua đó để phát hiện, lựa chọn những nhân tố điển hình, tiêu biểu giới thiệu cho Đảng xem xét cái nào. Thông qua đó giúp cho đoàn viên và quần chúng ưu tú không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và có nhận thức sâu sắc về Đảng,
hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên và có động lực phấn đấu vào đảng đúng đắn. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, nhất là đối với những nơi còn yếu kém, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và đặc biệt là phải đẩy mạnh cái công tác phát triển đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, trong đó là tập trung vào việc là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng trong việc thực hiện điều lệ đảng, trong việc chấp hành chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phải quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan hoạt động một cách hiệu quả hơn, nhằm để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong từng cơ quan đơn vị trong cái việc là xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Sáng ngày 26 tháng 8, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Sơn, tỉnh ủy viên, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Tam Dương về việc thực hiện nghị quyết 75/2012/NQ-HĐ-NC về phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2013-2020. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, hơn 2 năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết gắn phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được khơi dậy với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Hệ thống cơ sở vật chất như sân chơi, bãi tập đã và đang được huyện quan tâm đầu tư. Thường xuyên tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hàng năm đạt trên 25% so với tổng dân số toàn huyện. Hiện nay toàn huyện có trên 60 câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của huyện như vật dân tộc, đập niêu, kéo co, đá cầu được duy trì, bảo tồn và phát triển tại nhiều địa phương trong huyện. Tuy nhiên, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn, nhất là những xã miền núi. Đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở cơ sở, chuyên môn còn hạn chế. Kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các địa phương thấp, không đồng đều. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn đã ghi nhận những cố gắng của huyện Tam Dương trong quá trình thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn. Trong đó, nhiều tiêu chí của nghị quyết được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, tạo phong trào sôi nổi trong các thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao thể lực, đời sống tinh thần của người dân. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm về lĩnh vực phong trào thể dục thể thao quần chúng, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao. Sáng ngày 26 tháng 8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thanh Ngoai, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế viên chức lĩnh vực ngành giáo dục đào tạo khối tiểu học tại thị xã Phụ Yên. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên, trong năm học 2015-2016, trên địa bàn hiện có 15 trường tiểu học với tổng số học sinh trên 9.300 học sinh, chia thành 287 lớp. Tỷ lệ bình quân đạt 32,6 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên, một số trường vẫn có lớp vượt quá 35 học sinh một lớp học do không đủ phòng học và giáo viên.
Trong 4 năm học gần đây, bình quân mỗi năm thị xã tăng xấp xỉ 580 học sinh. Trong khi đó, từ năm 2013 đến nay, thị xã chưa có đợt tuyển thêm biên chế cho cấp tiểu học, dẫn đến thiếu giáo viên trong biên chế. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát cũng nghe báo cáo của hai trường tiểu học Tiền Châu A và tiểu học Tiền Châu B, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên về công tác sử dụng quản lý biên chế viên chức. Hiện hai trường có tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt từ 1,2 đến 1,5 giáo viên một lớp. Cán bộ giáo viên đều được đào tạo trên chuẩn, chuyên môn nghề nghiệp cao, luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hai trường gặp phải những khó khăn như đội ngũ giáo viên của hai trường liên tục thiếu và không ổn định. Gần 100% số cán bộ giáo viên đều là nữ, do vậy việc nghỉ chế độ thai sản, ốm đau thường xuyên diễn ra trong năm, dẫn đến công tác tổ chức giảng dạy cũng gặp khó khăn. Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Phúc Yên và Phòng Giáo dục thị xã Phúc Yên chú trọng đến công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ quản lý sao cho phù hợp với việc tổ chức giảng dạy ở các trường. Quan tâm đến công tác tư tưởng của giáo viên để giáo viên yên tâm công tác, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên cán bộ giáo viên có thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 tại huyện Vĩnh Tường. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đến hết năm 2014, toàn huyện có trên 50.000 hộ gia đình văn hóa đạt 85,4%, 164 thôn văn hóa đạt 86,8%, 121 cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa đạt 85,21%. 25 gia đình, 15 thôn, tổ dân phố và 5 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc. 29 gia đình, 8 thôn, tổ dân phố, 3 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc 5 năm liên tục. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng được 4 làng văn hóa trọng điểm, trong đó làng Bàn Mạch, xã Lý Nhân dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2015. Kết luận buổi giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Tường. Đồng thời đề nghị huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn huyện, gắn thực hiện phong trào với thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm túc quy trình đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa, đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, gương người tốt việc tốt, tạo động lực thúc đẩy thực hiện phong trào. Nhân dịp mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm 2015, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy đã đi thăm và chúc mừng các tăng ni Phật tử trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng tại chùa Biển Sơn, huyện Yên Lạc và chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy đã thăm hỏi, chúc sức khỏe các tăng ni Phật tử một mùa lễ Vu Lan báo hiếu an lành. Đồng thời mong muốn các tăng ni Phật tử luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Chủ trì các chùa đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồng thời hứa sẽ tổ chức lễ Vu Lan an toàn, tiết kiệm, nhắc nhở Phật tử làm những việc thiện dù là nhỏ nhất để báo đáp công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tối ngày 26 tháng 8 tại chùa Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559 dương lịch 2015. Đã thành thông lệ, mỗi dịp rằm tháng 7 hàng năm, mỗi người dân đều đến chùa dâng hương, hoa, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với Đức Phật, cầu phúc, sức khỏe, bình an, bày tỏ sự tri ân và tấm lòng thành kính biết ơn đối với công lao sinh thành của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Để tạo điều kiện cho hàng nghìn Phật tử đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, trên tinh thần đạo pháp đồng hành với đạo đời, hàng năm chùa Tích Sơn đều tổ chức ngày lễ Vu Lan nhằm giáo dục các thế hệ con cháu luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà. Cùng với việc nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, Tòa Nhân dân huyện Bình Xuyên đã tích cực thực hiện công tác xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là trong việc xét giảm, chấp hành, tạm đình chỉ, miễn phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại đối với các đối tượng trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong thực hiện công tác xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
thông qua việc xét giảm chấp hành, tạm đình chỉ, miễn phần thời gian áp dụng các biện pháp hành chính còn lại đối với các đối tượng trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Luật xử lý vi phạm hành chính và pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, tòa án kể từ ngày nhận được cái hồ sơ do cơ sở giáo dục chuyển đến thì tòa án phải ra được quyết định chấp nhận hay không chấp nhận về để xét giảm thời hạn chấp tạm đình chỉ hoặc là miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại cho các học viên của cơ sở giáo dục. Đây là một cái thời hạn rất ngắn và do luật quy định. Thế nên là khi nhận được hồ sơ, mỗi đợt từ 300 đến 500 hồ sơ vụ việc gửi đến thì tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên phải tập trung toàn bộ thẩm phán, thư ký, thậm chí làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để giải quyết công việc. Từ khi luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, khối lượng công việc của các cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên tăng lên đáng kể. Trên địa bàn huyện có cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an là cơ sở có quy mô lớn, có số lượng trại viên đông, chiếm 1/2 số lượng trại viên trong các cơ sở giáo dục bắt buộc trên cả nước. Để ra quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của các đối tượng đúng quy định pháp luật, đúng thời hạn, cán bộ Tòa án huyện Bình Xuyên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc cả ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ công việc. Vì vậy, các hồ sơ của cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà gửi đến đều được Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, không để xảy ra các trường hợp thắc mắc, khiếu nại. Trong cái việc xét giảm thời hạn và tạm đình chỉ, được sự phối kết hợp và quan tâm của Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho nên là công tác xét giảm thời hạn cho trại viên và tạm đình chỉ trại viên là rất có hiệu quả. Việc xét giảm chấp hành, tạm đình chỉ, miễn phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên đối với các đối tượng trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã giúp các đối tượng lầm lỡ sớm hướng thiện, hòa nhập với cộng đồng. Với những kết quả đạt được trong công tác xét xử và trong công tác xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Tòa án Nhân dân huyện Bình Xuyên nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 16 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2015, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ, sau đó có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp trên khu vực phía Đông Bắc Bộ và Vịnh Bắc Bộ, nên từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2015, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng. Để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi và nhân dân trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết mưa lũ, chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở, các ngành liên quan kiểm tra, rà soát chặt chẽ các khu vực dân cư sinh sống ven sông suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hệ thống các hồ ga thoát nước thành phố, thị xã. Sẵn sàng triển khai lực lượng để kiểm soát giao thông tại các tuyến đường ngầm tràn khi xuất hiện lũ. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức trực ban tại Văn phòng Thường trực Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghiêm túc 24/24 giờ. Tổng hợp báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại 02113 862 518, 02113 861 721.